Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ôi trời ơi, nguyên ngày hôm nay đi chơi vui quá trời vui luôn á. Mà đi chơi sáng giờ quên mất là mình chưa có ăn sáng gì hết trơn. Đói bụng gần chết luôn á trời. Để về nhà coi coi trong nhà có gì ăn không ta. Ê, để bấm chuông nè. Có ai ở nhà không? Mà khoan, quên mất tính ra nhà của mình mà ta. Ha, thì tôi quên nhà này nhà của tôi mà trời, tiện bấm chuông chi trời. Ok, thôi vô nhà nào. Ê, căn phòng thân yêu của tôi. Hay để coi coi có gì ăn không ta. Ôi, có trái cây nè. Ừ, nhưng mà khoan, hình như trái cây này nó có mùi hôi hôi. Trời ơi, trái cây này mình để lâu quá rồi, bây giờ nó hỏng hết trơn rồi, không có ăn được. Trời, ăn trái cây này vô đau bụng chết luôn á trời. Không được được, phải đem vứt thôi. Trái cây này hỏng mất tiêu rồi. Ok. Thôi mình đem để ngoài đây tạm đi. Ngày mai thì mình đem xe chở rác đi ngang, mình đem vứt. Ok. Trời ơi, để trái cây đó lâu quá hư hết trơn rồi. Để coi tủ lạnh có gì ăn không ta. Mở tủ lạnh đó nè. Có gì ăn không ta. Ủa khoan từ, sao tủ lạnh của mình bây giờ toàn là xương rồi, thịt thúi rồi, tơ nhện nó đóng tùm lum trong tủ lạnh luôn ta. Trời, hết đồ ăn luôn hả trời. Rong rêu nó mọc trong tủ lạnh luôn rồi. Trời ơi, tính ra là nhà mình hết đồ ăn từ lâu mà mình không nhớ bạn ơi. Trời, quên mất. Hay, bây giờ đi chơi rồi, đói bụng quá, đồ ăn ta. Trời, giờ sao ta? Bây giờ qua bên nhà Kairon với Simmy ăn ké cũng không được. Tại vì từ trước giờ mình ăn đồ ăn bên nhà Sim với Kairon mình ăn thiếu không à. Bây giờ qua ăn thiếu nữa người ta không có cho đâu. Không biết chỗ nào có đồ ăn để ăn ta. Mà giờ lười đi kiếm đồ ăn quá. Đúng rồi, còn Sammy mà ta. Trời, tôi quên mất. Trời ơi, còn Sammy mà. Trời, quên mất. Bây giờ qua nhà Sammy ăn ké thôi. Chẳng lẽ là Sammy là bạn gái tôi mà Sammy không cho tôi ăn ké được đồ ăn đúng không? quên. Trời ơi. Nhà Sammy mới nuôi mấy con heo nữa bạn ơi. Wow, mấy con heo này mà đem làm thành thịt heo quay ăn thì số 1 luôn á. Ok, để nhấn chuông gọi Sam coi. Sam ơi. Ủa ai vậy? Ai vậy? Tôi nè, tôi Phong Cận, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh đây. Trời biết rồi, nói gì nói Phong Cận là tôi biết rồi, giới thiệu cái lý lịch chi cho dài vậy. Hãy vô phòng này nè. Ủa hôm nay Sammy đang làm gì vậy? Ủa bé bông bé cam đang làm gì vậy? Tôi với bé bông bé cam đang tập vẽ nè, thấy không? Vẽ đẹp không? Trời ơi, bày đặt tập vẽ đồ nữa ha. Mà khoan từ, đang vẽ gì đây? Con gripper nè, vẽ ngôi nhà kiểu luôn. Trời, vẽ ai vẽ xấu à? Trời ơi, bông của ông chứ ai. Trời ơi, nói chuyện chi vậy? Trời ơi, vẽ xấu vậy sợ á. Nhưng mà khoan từ, Sam ơi, tôi đói bụng quá, nhà bà có gì ăn không? Đói bụng quá, trời ơi, sáng giờ đi chơi về nhà hết đồ ăn rồi. Trời, trong bếp mới mua đồ vô ăn xem được coi có gì ăn không. Ok, cảm ơn nha. Rồi mấy người cứ ngồi vẽ tiếp đi, tôi vô kiếm đồ ăn ăn đây. Ok. Wow, đồ ăn. Trời, cái gì đây? Ôi. Ê Sam ơi, Sam. Sam, xuống đây, tôi bảo bà này coi. Xuống đây. Ủa Sam ơi, tính ra là tôi để ý là cái miếng thịt bò này bà để đây mấy tháng trời, bà không dục luôn á Sam. Trời đất ơi, chừng nào ăn thì tôi ăn chứ để đó hiểu không? Trời, tào lao cái thịt bò này. Cái miếng thịt bò này bà để mấy năm trời nó bị hư luôn rồi nè. Ăn cái gì nữa mà ăn thì ghê quá à. Lo đem dục đi nha bà nội. Ok, để coi tủ lạnh coi có gì ăn không. Wow, trời, cái gì mà tủ lạnh nhiều đồ ăn dữ á Sam. Sam, sao tủ lạnh nhà bà nhiều đồ ăn quá vậy? Wow. Chứ sao, tôi con gái mà tôi phải đi chợ đâu, mua đống đồ ăn để tủ lạnh lúc nào đói tôi đem ra ăn. Ai trời ơi, trời ơi. Xong rồi không thèm đi chợ. Tôi lấy hết luôn, tôi lấy không chừa gì luôn. Trời ơi, tào lao ông nội, tự nhiên ông lấy hết đồ ăn của tôi. Trời ơi, cho xin ít đồ ăn đi, từ để xem coi có gì đây. Đây, có đầu tiên là mực ong nè, lấy thêm bánh mì nữa, trắng bánh mì với mực ong ăn. Trời ơi, quá ngon. Rồi có thêm cả bánh gọi là hot gì, bánh này, bánh này không phải là bánh hot dog, cái này ta gọi gì ta? Bánh donut. Bánh donut, đúng rồi. Đó, thêm bánh kem nữa nè, rồi thêm con gà quay nữa. Trời ơi, quá ngon luôn. Còn nhiều đồ ăn quá, tôi ăn không hết luôn nè. Từ, để mình đặt ra thêm bạn ơi. Pizza nè, đó. Rồi thêm cả gọi là thôi, ăn sushi. Nhiều có béo bây giờ. Hả gì? Béo hả? Tôi béo sẵn rồi, tôi không lo nè. Tôi béo sẵn rồi, tôi không lo nè. Tào lao dễ sợ. Ok thôi. Tôi nói nghe nè, tự nhiên gặp ông tôi nhớ chuyện này, tôi nói nghe nè. Vậy? Biết sao không? Sao? Hôm nay là tôi nhờ ông chung mấy bông mấy cam được không? Hả? Nhờ gì? Trời, tôi đi chơi sáng giờ mệt mỏi, đến giờ ăn rồi tôi ăn nè, tôi không trông hay gì đâu, mệt lắm. Ôi tào lao quá, tại vì tôi có công chuyện, tôi phải đi công chuyện mất 2-3 hôm lận mà tôi đi thì có ai chăm đâu. Thôi bây giờ ông rảnh ông chăm đi, được không? Hả cái gì? Đó. Đi công chuyện. Mất 2-3 hôm. Ủa trời, bà cái bà này kỳ cục nha. Tính ra bà nhận nuôi bé bông với bé cam, bà không lo ở nhà, bà chăm nó đi. Tự nhiên không, bà bắt tôi chăm rồi bà đi đâu?
Bà đi đâu đến 2-3 ngày? Thì tôi phải đi làm, đi kiếm tiền, đi công chuyện 2-3 ngày tôi mới về lận. Bây giờ ông, ở nhà ông trong đường còn tôi đi kiếm tiền đó được chứ. Ở nhà hoài chán hiểu không? Đó giờ tôi đi làm việc được không? Rồi ông trông giúp tôi nha. Để nha nha, tôi đi tôi đi rồi. Trời ơi, hết thời gian rồi nè. Thôi bye bye ông nha. Thôi hai con ở nhà với dẹ cùng Phong nha. Rồi. Ủa? Gì ba? Gì trời ơi. Cái gì trời, sao tự nhiên bỏ tôi ở nhà với hai đứa này đi đâu trời, cái bà này. Ôi đi đâu 2-3 ngày luôn rồi kêu tôi ở nhà trông bé Cam với bé Bông. Trời hai con này giờ biết trông nó sao rồi trời. Gì vậy Cam, gì vậy Cam, làm gì Cam. Tránh ra coi. Trời ơi. Kệ hai đứa nó đi các bạn ơi. Bây giờ mình xuống dưới bếp mình ăn tiếp đi. Ăn chín no bụng mình tính tiếp. Ok. Quá trời đang luôn, ăn thôi. Nhầm. Trời ơi, no quá mấy bạn ơi. Từ nãy giờ ăn quá trời đồ ăn luôn. No căng cái bụng luôn rồi. Ủa mà khoan, từ từ. Hình như là tôi ăn vô xong, hình như tôi thấy cái người tôi mập ra hay sao bạn ơi. Bạn nhìn cái người tôi nè, hình như nó mập lên thì phải á. Trời vậy là không được rồi, không thể nào để mập như vậy được. Mình cần phải ra ngoài đi chơi đi, để gọi là tập thể dục thể thao, gọi là giảm cân thôi. Mập quá rồi, ăn kiểu này không được rồi. Ok, khoan từ. Bây giờ sushi thì còn rất là nhiều nè, pizza thì vẫn còn một miếng, còn cơm thì vẫn còn một ít nè. Có nên bỏ tủ lạnh rồi tối về ăn tiếp không ta? Mà thôi, trời ơi, trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn mà. Còn có tí đồ ăn thì lo gì đúng không? Thôi đem gọi là dục thùng rác luôn. Trời ơi, giữ làm gì, dăm ba mấy cái đồ ăn này. Ok, đem dục hết vô thùng rác. Lấy nè. Rồi đem dục thùng rác luôn. Ok. Ê à, Bông với Cam ở nhà không có quậy chứ. Để anh đem đồ ăn đem đi dục đã. Trời mấy cái đồ ăn dư thừa này đem dục đi. Giữ làm gì. Ê, mày là Mr. Quang Tèo đây. Ê, Phong đi chơi Phong. Hả gì? Cái đó, ủa tự nhiên nay sáng sớm qua rủ tôi đi chơi sớm vậy. Trời ơi, nay tôi ở nhà trông mấy Cam mấy Bông rồi, không đi chơi đâu. Ủa trông cái gì mà trông bạn ơi, mình nói bạn nghe nè. Bây giờ ở trên thành phố á, người ta đang có cái mấy cái trò chơi vui dữ lắm. Bây giờ mình lên đó chơi đi, trời có trò chơi điện tử nữa đó. Ủa vậy hả? Ừ ha, tính ra hồi nãy mình cũng tính đi chơi mà ta. Tại giờ mình ăn no quá, cái bụng mình bự, ấy là bự luôn rồi nè. Chắc là phải đi chơi để cho nó tiêu đồ ăn thôi, chứ không thể nào mà ở nhà mãi được. Cũng đúng ha. Rồi rồi, để tôi xíu tôi dục mấy cái đồ ăn dư thừa trong thùng rác đã. Trời ơi, mấy cái đồ ăn dư này đem dục đi chứ để làm gì. Rồi, hay giờ hai đứa mình đi chơi cái ha. Chơi luôn bạn ơi, đi chơi luôn. Ê, nhưng mà sao hôm nay mình thấy nhìn tướng bạn hơi kỳ kỳ nha. Nhìn hơi kỳ kỳ ú ú sao á. Ờ thì tôi mới vừa ăn no cho nên là người tôi nó bự ra thôi chứ có gì đâu. Mà khoan, bây giờ tôi phải vô tôi dặn bé Bông với bé Cam ở nhà nó trong nhà đã, tôi mới đi chơi được. Để tôi xíu. Ok. Rồi ok. Quay bé Bông bé Cam. Quay hai đứa kia. À, anh nói hai đứa nghe nè, bây giờ hai đứa ở nhà chơi nha. Anh với Kairon gọi là đi ra ngoài thành phố đi chơi xíu rồi tí anh về nha. Nha. Ủa? Sao? Sao tiên lắc đầu? Ủa? Gì kỳ vậy? Tính ra là bây giờ ở nhà không có chị Sam nè. Rồi anh cũng đi chơi luôn. Bây giờ cái nhà này thuộc về hai đứa luôn. Hai đứa ở nhà tha hồ quậy phá, có gì đâu mà phải lắc đầu. Thôi ở nhà nha, anh đi chơi nha. Bye bye nha. Ủa? Sao lại lắc đầu nữa? Trời hai đứa này. Ủa khoan, có khi nào hai đứa nó đói bụng không ta? Nhiều khi là do sáng giờ mình chưa cho nó ăn cái gì cho nên mà nó đói bụng á. À, ủa Cam với Bông đói bụng hả? Ồ nó lắc đầu kìa, à, nhầm nó gật đầu kìa trời. Ủa đói bụng đúng không? Nhưng mà bây giờ trong tủ lạnh còn đồ ăn cho con người ăn không à. Hai đứa này đâu có thể nào mà ăn táo, ăn pizza đồ đâu. Nó phải ăn đồ ăn cho mèo chứ. Hay, nhưng mà giờ sao ta? Bây giờ ra ngoài siêu thị mua đồ ăn cho mèo nữa là trễ giờ đi chơi của mình mất tiêu rồi. Hay là giờ cứ để cho hai bọn nó rồi nhịn đói đi, tối mình về mình đem đồ ăn về cho nó sau. Ừ cũng hợp lý á. Ok thôi rồi. Ê, dám quýnh tôi luôn hả? À, cam nè, hư nè, này thì dám quýnh anh nè. Tránh ra. Bây giờ anh nói nha, hai đứa ở nhà nha, lì dám quýnh anh là anh giận rồi đó. Bây giờ anh cho hai đứa ở nhà luôn, ở nhà trong nhà đi, rồi chiều nay anh mua đồ ăn về cho. Chứ mèo có cần phải gọi là ăn nhiều làm gì, ăn nhiều mập rồi sao ha. Ở nhà nha, anh đóng cửa nhốt hai đứa trong nhà. Ok, ở nhà không được quậy phá gì nha. Ok đi đây, tạm biệt. Bye bye nha, anh đi chơi đây, có gì chịu anh về mang đồ ăn cho. Ok. Ê Kai ơi, đi tôi à, chơi luôn bạn ơi, đi luôn. Tôi nhốt bé Bông bé Cam trong nhà, giờ tôi với ông đi chơi đi. Kệ hai nó đi. Đi thôi. Đi. Ui trời ơi Kai ơi, chạy nhanh lên Kai, trời mưa rồi. Trời ơi. Mưa to chứ trời. Mưa to thiệt chứ trời, từ nãy giờ đi chơi mới được có 3 tiếng thôi mà giờ trời mưa mất tiêu rồi. Thôi Kai ơi, tới nhà ông rồi, ông vào nhà nha, có gì ngày mai đi chơi tiếp. Ok, ngày mai tụi mình đi chơi tiếp nha. Về okay. Cẩn thận nha, tôi về trước đây. Bye bye. Rồi bye bye. Hay, trời ơi, hôm nay trời mưa to dữ rồi ta. Phải về nhà nhanh thôi, không thôi kiểu này là bị bệnh chết luôn á trời. Hay, thôi về nhà. Mà không biết là Sammy có về cho ta. Giờ này trời mưa như thế này, không biết là Sammy có mang dù không nè. Hay, trời ơi, trời mưa to như thế này cơ mà. Hay, về nhà thôi. Ủa, sao điên mở cái cửa nó mở ta. Nhớ mình đi là mình đóng cửa lại mà trời. Có khi nào có ăn trộm ta. Ui, trời.
Mười bông ơi, hai đứa đâu rồi? Trời ơi, hai đứa nó nằm đây một đống rồi các bạn ơi. Ủa Mười với Bông sao không vô nhà ngủ đi nằm ở đây vậy? Ê, quay, ủa sao nằm im vậy? Mười ơi, Bông ơi. Ủa cái gì kỳ vậy? Ui, trời ơi, chết rồi các bạn ơi. Có khi nào thì sáng nay mình lo mình đi chơi mình không cho bọn nó ăn, bây giờ bọn nó đói bụng quá bọn nó xỉu không ta? Trời ơi, Mưa ơi, Bông ơi, tỉnh dậy đi con. Trời ơi, tỉnh dậy đi. Trời ơi, tỉnh dậy. Trời ơi, chết rồi, tỉnh dậy nhanh lên, tỉnh dậy. Trời ơi. Ôi, trời ơi, may quá. Anh cứ tưởng là hai đứa bay gọi là đói bụng quá, hai đứa bay xỉu mất tiêu chứ. Thôi rồi, cho anh xin lỗi nha. Ôi, sáng nay anh lo đi chơi không mua đồ ăn cho hai đứa của anh mất tiêu rồi. Ôi, bộ Cam đói bụng đó ha Cam, đi không nổi luôn rồi. Ôi, thấy tội nghiệp hai đứa quá. Thôi rồi, bây giờ bé Bông đi theo anh đi, qua bên nhà của Kairon, bây giờ qua nhà Kairon kiếm coi có gì ăn không anh mua cho hai đứa nha. Được không? Nha. Rồi ok, Bông đi theo anh nhanh lên. Đi. Rồi, qua đây. Ai, trời ơi, có lỗi quá bạn ơi. Tự nhiên không để bé Bông bé Cam ở nhà, không cho nó ăn gì, giờ mà nó đói bụng rồi, tội nghiệp ghê luôn á trời. Thôi mà khoan từ, đứng đây đợi anh xíu. Ngoài trời đang mưa lắm, để anh lên lấy cho mày cái cây dù. Không thôi là cảm bệnh á. Ok, đợi anh xíu nha. Rồi, có dù rồi nè. Bông ơi Bông, đây, cây dù này là cái cây dù của con nè, cầm đi. À, bây giờ che dù đi qua bên kia không thôi là trời mưa á. Trời, tính ra là cái đầu nó bự quá, nó không cầm được nổi cây dù luôn. Nó phải cúi xuống mới được. Trời ơi trời. Ok, đi. Trời mưa to quá. Ôi, chết thiệt các bạn ơi, mình cảm giác có lỗi quá. Tự nhiên không mua đồ ăn cho bé Bông với bé Cam, bây giờ hai đứa nó đói bụng tội nghiệp ghê luôn trời, cảm giác có lỗi quá. Đi nhanh lên con, nhanh lên. Ôi, tội nghiệp ghê trời. Hey, à đến nhà Kairon nè. Rồi, qua đây đi, rồi có gì anh kêu Kairon gọi là bán đồ ăn cho con với Cam ăn ha. Ok. Kairon ơi, ra bán đồ ăn cho bọn tôi với. Kairon. Trời, có chuyện gì mới vừa xảy ra vậy ta? Hình như là trời mưa to quá cho nên là sấm sét mới vừa đánh mình thì phải. Mình không ổn rồi. Ôi, Phong ơi, tỉnh dậy đi mà Phong. Ông có sao không vậy Phong? Phong ơi, Phong con. Trời ơi, đau đầu quá. Kairon, ông làm cái gì mà la lối ông sờm vậy? Ủa? Ông ơi, tỉnh dậy đi mà Phong ơi. Ông gặp chuyện gì mà tự nhiên sao ông nằm một đèm bẹp ở đây vậy? Ủa, bé Bông tỉnh dậy rồi, bé Bông tỉnh dậy kệ em luôn. Nhưng mà Phong ơi, tỉnh dậy đi mà, trời ủa, ơi. Ủa, khoan, có chuyện gì vậy? Ủa, sao tự nhiên ở đây lại có thêm một ông Phong Cận đang nằm đó vậy? Hả? Ủa, Kai ơi, tôi mới là Phong Cận nè. Cái người này là giả mạo rồi, không phải tôi. Trời đất ơi, con bé Bông này á, im lặng coi, không thấy chủ nhân của mình á, đang nằm la liệt vậy mà còn cứ méo 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 mèo mèo. Ủa? Là sao? Gì bé Bông? Ủa trời, cái chuyện gì xảy ra vậy? Ủa trời ơi bạn ơi, sao tự nhiên bây giờ mình biến thành bé Bông luôn rồi trời? Ủa cái chuyện gì xảy ra vậy? Ủa khoan, ủa đây mới là mình mà, còn đây là bé Bông mà, sao tự nhiên mình lại nằm trong thân xác của bé Bông vậy? Có khi nào hồi nãy là do sấm sét trời mưa đánh vô người mình với bé Bông cho nên là mình với bé Bông đã bị hoán đổi thân xác với nhau không ta? Trời, cái chuyện gì xảy ra vậy? Phong ơi, tỉnh dậy đi bà. Ô, ui, Phong tỉnh dậy rồi nè, gật đầu rồi nè. Ủa gì kỳ vậy? Trời đất ơi, Phong ơi, cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi. Hơi trời, Phong, hôm qua có chuyện gì vậy mà sao tự nhiên á ông với lại bé Bông nằm đây một cục ở đây hả? Có chuyện gì hả? Ổn không? Để tôi đưa lên bệnh viện nè. Trời ơi, Kai ơi, Kai ơi, đây không phải là Phong Cận đâu, tôi mới là Phong Cận nè, còn đây là bé Bông thôi. Trời ơi, tôi mới là Phong Cận nè, Kai ơi, có nghe tôi nói không vậy? Trời ơi. Ủa gì vậy ba? Ủa gì sao tỉnh vậy mà không nói chuyện gì hết trơn? Rồi sao nhìn qua nhìn lại vậy? Hả? Ủa gì vậy? Ôi, ủa gì vậy? Ủa? Phong ơi, Phong ơi, cái gì vậy ba? Đứng lại coi, đứng lại. Trời ơi, đâu không phải là Phong đâu, tôi mới là Phong nè, Kai ơi. Ôi trời. Trời ơi, chết rồi các bạn ơi, giờ sao đây? Trời ơi, toang rồi. Bây giờ mình với lại bé Bông đã bị hoán đổi cơ thể với nhau rồi. Chết rồi, bây giờ phải làm sao? Trời ơi, chắc là bây giờ mình phải tìm Sammy thôi. Bây giờ chỉ có thể có Sammy mới giúp được mình thôi. Chết rồi. Sammy, trời ơi, tôi bị hoán đổi với bé Bông rồi. Chết tôi rồi, không biết có ai nghe tôi nói gì không nữa. Cứu tôi với mọi người ơi. Trời ơi, chết rồi, Sammy, cứu tôi với. Nhấn chuông. Sammy, mở cửa đi Sammy. Tôi bị biến hành bé Bông rồi. Sammy, cứu tôi với Sammy. Sam đâu rồi ta? Ủa cái tiếng của ai vậy? Ê Sam ơi. Ủa khoan. Ủa? Bông ơi, em này hả? Ủa trời ơi. Ủa con bé Cam biết nói chuyện hả ta? Hình như tiếng này tiếng của con bé Cam thì phải. Ủa Cam ơi, Cam biết nói chuyện hồi nào vậy Cam? Trời, em hỏi cái gì vậy Bông? Chị em mình nói chuyện với nhau đó rồi mà, em nói gì vậy? Ủa? À,
cho mấy bạn ơi, thì ra là như vậy, hóa ra là do mình biến thành mèo, cho nên là bây giờ mình có thể nghe được tiếng con mèo nó nói chuyện các bạn ơi. Wow, hấp dẫn như ta vậy là bây giờ mình có thể nghe được tiếng của mấy con động vật nó nói chuyện hả ta? Trời, hấp dẫn vậy. Ủa mà khoan, không được, được, mình không muốn làm mèo đâu, mình muốn trở lại thành con người cơ. Trời ơi trời, Cam ơi, tôi không phải là bông đâu, tôi là Phong Cận nè, làm ơn mở cửa giúp tôi, cứu tôi với. Trời ơi, trời ơi, cái gì mà chị vậy vậy đây? Tôi là Phong Cận, tôi là chủ của mấy người á, mấy người nói gì vậy? Chết rồi, bây giờ con bé Cam nó không tin mình là Phong Cận mấy bạn ơi. Nó chỉ tưởng mình là bé bông thôi, nó không tin mình là Phong Cận. Thôi, không sao. Bây giờ mình tìm cách, mình vô trong nhà, mình lấy điện thoại, mình gọi điện cho Sammy. Đúng rồi, đúng rồi. Cam ơi, Cam mở cửa cho bông vào trong nhà chứ được không? Mở cửa hả? Đúng rồi. Cửa này cao. Trời, cái gì mà Cam lùn quá không mở cửa được hả? Trời, vậy để tôi mở. Trời, cái cửa này nó cao quá mở không được bạn ơi. Mình dùng cái đầu mình hút cái cửa luôn. Cửa mở ra nhanh lên, mở ra. Ôi, trời ơi, chết rồi, bây giờ không mở được cái cửa bạn ơi, đập cửa cũng không được đúng rồi. Chết rồi, vậy bây giờ phải chịu bị nhốt ngoài đây thôi giờ chứ giờ sao? Mà không biết khi nào Sam mới về nhà đây. Trời, bây giờ bị nhốt ngoài đây rồi, thế nào mình cũng ở ngoài đây mình lạnh đến chết cho mà coi. Bây giờ là trời đang mưa mà còn chuyển qua sắp chuyển qua mùa đông rồi chứ, ngoài đây tí nữa lạnh chết luôn á trời. Mà bây giờ mình qua bên nhà Dịch, hay là qua bên nhà Camui, hay là qua bên nhà của Simmy Kairon, mình nói cũng không có ai hiểu hết. Tại vì á, mọi người sẽ nghe giọng của mình là toàn nghe tiếng meo 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 không mà, chứ không có ai hiểu mình đang nói gì hết trơn á. Chết rồi, giờ sao đây ta? Mà giờ đói bụng quá. Mà thôi, chắc là ngồi ở đây đợi Sam về thôi, chứ giờ sao giờ. Khổ thiệt chứ, Sam ơi, về nhanh đi, tôi sợ quá, cứu tôi với. Trời ơi, cái bụng của mình nó kêu ọc ọc luôn rồi, đói bụng quá. Chắc là do ngày hôm qua mình chưa cho bông ăn cái gì hết, cho nên bây giờ mình hoán đổi thân xác với nó, cho nên là mình mới bị đói bụng nè. Trời ơi, cảm thấy có lỗi quá. Biết vậy ngày hôm qua mình đã cho bông với Cam ăn thật là no rồi. Cảm thấy thương hai đứa nó quá. Biết lỗi quá, biết vậy là mình phải thương yêu hai bọn nó nhiều hơn. Mình thật là có lỗi. Mà thôi, bây giờ có ngồi để than thở cũng không được gì hết. Mà kia phải kiếm cái gì đó ăn thôi. Biết có gì ăn không ta? À, đúng rồi, hình như là mình nhớ là hôm qua mình có quăng một tí đồ ăn vào trong thùng rác thì phải. Phí phạm quá, còn quá trời đồ ăn luôn mà quăng vô thùng rác. Mấy bạn nhỏ nhớ là không có được học theo cái tính này của Phong nghe chưa. Là gọi là đồ ăn còn dư á thì phải bỏ vô tủ lạnh, không được gọi là vứt đồ ăn phung phí giống như vậy nha các bạn nha. Bây giờ không có đồ ăn mà ăn luôn rồi nè, phí phạm quá. Chắc phải lại coi còn cái gì ăn không đây. Thiệt luôn á, giờ phải bới thùng rác kiếm đồ ăn. Wow, còn một miếng bánh pizza. Trời ơi, may quá vậy. Ui trời ơi, may quá bác, còn miếng bánh pizza. Trời ơi, đang đói bụng có miếng bánh ăn. Trời ơi, mừng ghê. Ok, thôi chơi ngồi tiếp ăn cái bánh pizza này, tạm thời chờ Sam về vậy. Ôi trời, may quá, may mà còn miếng bánh pizza này, không tôi là mình đói bụng chết luôn á trời. Ok, thôi ăn thôi, ăn thôi. Ôi trời ơi, lại tiếp tục đói bụng rồi các bạn ơi. Có mỗi một cái miếng bánh pizza không thể nào giúp cho mình no bụng được. Mà từ nãy giờ đợi 5 tiếng đồng hồ rồi mà Sam chưa về nữa. Hình như là Sammy nói với mình á là phải gọi là 2 đến 3 ngày sau Sammy mới về. Kiểu này là không thể nào mà ở đây chịu chờ đói chết như thế này được. Mình phải đi kiếm đồ ăn thôi. Đứng ở đây mãi chắc chắn là chết đói thôi. Phải đi kiếm đồ ăn. Trời ơi, nhưng mà bây giờ mình biến thành con mèo rồi, không biết kiếm ở đâu ra đồ ăn đây. À đúng rồi, nhà mình còn mở cửa kìa. Từ từ, để mình chạy vô trong nhà coi có đồ ăn hay gì không. Ôi, con mèo kia. Ê, cho mày vô nhà tao. Con mèo đi ra ngoài. Ui, con mèo này, tự nhiên không có con mèo chạy vô nhà mình. Mày ơi, đi ra ngoài coi. Mà khoan, tính ra là nhà mình hết đồ ăn mất tiêu rồi, đâu còn gì ăn đâu. Ôi, trời ơi, đói bụng quá. Ở đây còn cái dĩa trái cây lần trước nó bị hư, mình giục ở trước nhà nè. Nhưng mà dĩa trái cây này hư rồi cũng không ăn được. Chắc là bây giờ qua nhà Kairon đi. Đúng rồi, qua nhà Kairon kiếm đồ ăn. Từ từ, không biết là hồi nãy Kairon đuổi theo bé bông, không biết là Kairon có về nhà chưa ta. Để vô trong nhà, lén vô trong nhà kiếm đồ ăn coi. Chứ bây giờ mình biến thành con mèo rồi, không có ai hiểu mình nói gì đâu. Ok, Kairon ơi, Kairon có nhà không Kairon? Hình như là Kairon đi đâu mất tiêu rồi sao bạn ơi. Trời ơi, mừng quá mừng quá. Thôi vô trong nhà bếp kiếm đồ ăn mới được. Để coi nhà bếp của Kai có gì không. Có cái bánh kem nè. Ok, mở ra lấy coi. Chết rồi, cái tủ này cứng quá không lấy bánh kem được. Cứng quá. Thôi trời, không biết còn gì ăn không ta, toàn là cái gì đâu không mà. Wow,
Hình như ở trên đây có nguyên con gà quay thì phải. À đúng rồi đúng rồi, để lên trên đây. Lên trên đây lấy con gà quay. Ok, nhảy lên. Trời lùng quá, nhảy là không tới bạn ơi. Ok. Wow, lên được rồi. May quá, may mình là con mèo bạn. Con mèo là nó có thể nhảy lên được ở những cái chỗ rất là cao luôn. May thiệt. Ok, lấy cái con gà quay nè. Ok. Cái này ăn thôi rồi. Trời ơi, ông Phong cận này ông làm gì mà tự nhiên ông chạy đi thiệt tình luôn á. Dí đeo không kịp luôn, đi về nhà mới được. Ê. Ôi, núp. Ủa, Bông. Tại sao em lại đây? Tại sao em làm gì ở nhà anh? Em vô nhà anh mà không xin phép. Ủa, cái gì đây? Con gà quay này. Cái gì đây? Con gà quay này mình làm để chiều nay mình giao cho khách mà. Bông. Ơi cay. Tại sao em? Ê, tôi. Tại sao em lại dám ăn cái này hả? Tôi không phải là Bông. Xin phép anh được. Tôi không phải là Bông, tôi là Phong mà. Tôi không phải là Bông đâu. Ông nghe tôi nói vậy, tôi là Phong nè. Mấy con mèo này nó quậy với người ta, nó còn kêu méo mèo 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 nữa. Trời đất ơi. Nếu mà bây giờ Phong cận Sammy không dậy được em hả? Để anh dậy em. Ôi, ăn nè, ăn nè. Cái gì vậy? Ăn giọng, ăn giọng vô cho khó vô. Này. Ăn giọng, ăn giọng luôn rồi. Chơi cái người gì đâu mà ác dữ vậy. Chạy nhanh bạn ơi. Tôi là Phong Cận nè, tôi không phải là bé Bông đâu, đừng có đuổi theo tôi nữa. Trời ơi, cứu mèo, tôi mèo, với. Mèo, đứng lại đây. Mình đây. Trời ơi, chạy nhanh mấy bạn ơi, Kairon đuổi theo dai quá. Đứng lại cái chỗ nào núp ta. Ồ đây đây. Đứng lại. Có nhà của Sido. Vô núp. Đứng lại. Ui, ở đâu rồi? Ôi trời, nó đã mất tiêu rồi. À, trời đất ơi, tức thiệt mà. Mình phải kiểu này phải qua bên đó để mắng dấu Phong Cận với Sammy mới được. Lần sau mà còn gặp lại Bông nữa, mình đánh cho nó ăn trận nữa. Hay, trời ơi, đúng thật là làm mèo khổ ghê luôn trời. Mèo. Gì vậy? Ủa, con này là con Lu mà. Ủa Lu, Lu ơi, bình tĩnh Lu ơi. Lu gì mà Lu, quen gì nhau mà Lu. Ai cho mày đi xâm hạm vô gia gia cư người khác? Lu ơi, bình tĩnh. Tôi là Phong Cận nè, chứ tôi không phải là bé Bông hay là con mèo gì đâu. Tôi là Phong Cận á. Lu tin tôi đi, đừng có đuổi tôi ra khỏi nhà. Mày mất chí cái gì vậy? Trời ơi, thì ra mày là tên Bông đúng không? À, hình như Phong Cận mới nhận nuôi mèo mới tên Bông thì phải. Rồi giờ ảo tưởng mới là Phong Cận luôn. Giờ xâm nhập nhà người khác, cộng thêm tội ảo tưởng. Mày chết mày không bị hiểu đâu. Ơi, làm gì cầm cái cây củi bự vậy? Ôi, Lu ơi, bình tĩnh Lu ơi. Trời, hết cây ron đuổi ra tới lượt Lu đuổi mình. Trời ơi, Lu ơi, bình tĩnh, tôi là Phong Cận nè. Tôi là Phong Cận mà. Trời ơi, tí nữa tôi biến thành người là Lu chết.